Xin chào các bạn, các bạn thân mến, có thể nói là khoảng thời gian vừa qua thì mình thấy rất là nhiều các bạn thắc mắc về trên Facebook cũng như là trên YouTube với cái câu hỏi là làm sao chúng ta có thể mua loa kéo và cái loại loa kéo nào mà nó hay và nó phù hợp với túi tiền của chúng ta. Thế thì trong ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm mình rút ra được trong cái việc lựa chọn loa kéo để giúp các bạn có thể mua được cái loại loa kéo ưng ý. Thì như các bạn cũng đã biết thì hiện nay thì trên thị trường của chúng ta có rất là nhiều những cái loại loa kéo, và mình tìm thấy những cái loại loa kéo này ở rất là nhiều chỗ, như là trong Best Buy nè, trong Sam Club, Costco và ngay cả Amazon cũng vậy nữa. Nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể lựa chọn được một cái loại loa kéo có thể nói là trong một rừng những cái loại loa kéo khác nhau và với rất là nhiều thương hiệu khác nhau. Thế thì mình sẽ chia sẻ đến với các bạn những cái kinh nghiệm của mình. Và đến với cái kinh nghiệm thứ nhất thưa các bạn, đó là trong cái vấn đề chúng ta lựa chọn mua loa kéo. Như các bạn cũng biết thì người xưa có câu là tai nghe không bằng mắt thấy. Tuy nhiên trong cái vấn đề chúng ta lựa chọn mua loa kéo đó thì cái chuyện đó nó không có hợp lý đâu, mà chính xác là mắt thấy không bằng tai nghe. Chúng ta phải nghe thử những cái loại loa kéo để mà biết xem cái loại nào nó hay, cái loại nào nó chất lượng. Và khi mà các bạn đến một cái cửa hàng các bạn mua loa kéo đó các bạn, thì chúng ta nên yêu cầu cái người salesman mở cho chúng ta để chúng ta nghe thử xem cái âm thanh của cái loa kéo nó có rõ ràng, nó có trầm bổng hay không. Và cái đó là cái kinh nghiệm thứ nhất của mình muốn chia sẻ đến các bạn. Đó là chúng ta nên nghe thử những cái loại loa kéo để mà mình biết được cái nào mà mình thích. Và nhắc đến cái phần nghe thử đó các bạn, thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái bài hát để mà chúng ta test thử cái âm thanh của loa kéo. Không phải bài hát nào cũng giúp chúng ta test được cái âm thanh chính xác của loa kéo đâu các bạn. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm thứ hai, đó chính là cái việc thử âm thanh bằng cách là chúng ta sẽ chọn hai cái thể loại nhạc. Cái thể loại nhạc đầu tiên đó chính là thể loại nhạc bolero. Nếu một chiếc loa kéo các bạn, khi mà các bạn thử những bài hát bolero với cái tông nhạc rất là du dương nhẹ nhàng mà âm thanh nó phát ra ngoài nó vẫn là êm ái và nhẹ nhàng, thì đó là một cái loa kéo chất lượng hay. Và cái loại nhạc thứ hai mà các bạn nên thử trong khi test thử âm thanh đó chính là những bài nhạc sôi động, những cái bài nhạc remix. Và nếu như các bạn test thử âm thanh với những cái loại nhạc này đó mà cái tiếng chép, tiếng bass của những cái loa kéo đó nó rõ ràng, nó không có bị ù, thì đó chính là một cái loa kéo chất lượng. Như mình chia sẻ nha, đầu tiên là chúng ta phải test thử âm thanh. Và thứ hai là chúng ta phải biết thử cái loại nhạc để mà make sure là cái loa kéo nó cho ra cái chất lượng âm thanh đúng. Và cái điều quan trọng thứ ba nữa các bạn biết không, là có rất là nhiều bạn nói với mình đó là bây giờ mình đi mua loa kéo mình nghe là đủ rồi. Cái đó là không đúng đâu các bạn. Chính xác là các bạn mua loa kéo với mục đích là chúng ta hát karaoke phải không ạ? Chứ mình thấy là người mà mua loa kéo về mà nghe nhạc đó thì nó chỉ chiếm 20% thôi. Và để hát karaoke đó thì các bạn phải thử microphone. Đây là một trong những cái lỗi mà mình thấy rất là nhiều bạn mắc phải, đó là chúng ta quên, chúng ta bỏ qua cái bước thử microphone, một trong những cái bước vô cùng quan trọng. Thì các bạn biết không, cái microphone cũng vậy, mỗi cái loa kéo thường thường là họ sẽ cho chúng ta là khoảng một hoặc là hai cái microphone, nhưng mà đa số là các bạn nên lấy những cái loại loa kéo mà nó có hai cái microphone thì nó sẽ tiện hơn. Mình hư cái này mình còn có chi để backup. Và khi các bạn thử microphone cũng vậy, chúng ta nên hát thử một bài hát để xem mà cái microphone, cái tiếng nó có hút hay không, nó có bị hú hay không. Giống như mình đây bây giờ mình đang thử cái microphone cho cái loa kéo có màn hình, thì các bạn thấy này, đây là một cái microphone chất lượng. Tại vì sao mình nói như vậy? Tại vì khi mà mình để cái microphone nó ở gần cái loa kéo như vậy, nó vẫn không có bị feedback, nó không có bị hú. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ cái microphone này vào đây của cái loa kéo thì mình guarantee là không có cái loại loa kéo nào mà nó không bị hú hết. Do đó chúng ta chỉ cần thử, chúng ta hát gần như thế này thôi là mình có thể thử được cái microphone của cái loa kéo rồi. Và đó là chính là cái cách thứ hai mà mình muốn chia. Cách thứ ba mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái vấn đề chúng ta lựa chọn cái loa kéo, đó là đừng quên test thử microphone nha các bạn. Và đa số những cái loại loa kéo á, mà nó đi kèm với microphone như thế này đây, thì nó sẽ sử dụng là battery, đó là double A. Thì cái này rất là tiện lợi,
nếu mà chúng ta hết pin thì chúng ta thay thôi. Và nếu như các bạn đi du lịch bên ngoài, các bạn mang theo để mình đi dã ngoại đó, thì đừng quên mang theo những cái cục pin để backup cho cái microphone của mình nha. Đó, thì đây là một cái microphone mà mình thấy là chất lượng tốt. Thì có nhiều cái loại loa kéo khác nhau, nó sẽ tặng cho bạn một cái microphone không dây hoặc là những cái microphone có dây. Theo mình á, thì mình luôn chọn những cái cặp microphone không dây. Tại vì nếu mà mình đi dã ngoại mà mình sử dụng những cái loại microphone có dây đó thì nó sẽ không tiện lợi một chút nào. Mình không có chia sẻ là microphone không dây nó hay hơn microphone có dây, hay microphone có dây nó hay hơn microphone không dây. Nhưng mà mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình ở đây là chúng ta nên chọn những cái nào đó không dây, nó sẽ tiện lợi hơn cho chúng ta. Và các bạn biết không, là một trong những cái mistake mà mình thấy rất là nhiều bạn khi mà mình đến đây mình mua những cái chiếc loa kéo đó, là chúng ta hay hỏi là nên chọn microphone là VHF hay là microphone USF. Thì cái câu trả lời của mình thưa các bạn là không có cái microphone USF nào hay hơn cái VHF, và không có cái VHF nào nó hay hơn cái USF. Cái VHF và cái microphone USF nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái microphone á, mà nó có ký hiệu là USF, thì đó nó có thể là thay đổi được cái làn sóng của nó, thay đổi được cái frequency. Còn cái microphone VHF thì thường thường là cái làn sóng nó không có thay đổi. Thì đó là cái sự khác biệt giữa hai loại microphone thôi. Còn về cái chất lượng mà microphone nào hay hơn, microphone nào không hay á, thì chúng ta phải test thử, chúng ta phải hát thử mới biết được. Và cái đó là cái cách thứ ba trong cái phần chia sẻ kinh nghiệm về chọn loa kéo. Và một cái cách mà mình muốn chia sẻ thêm đối với các bạn đó là chúng ta nên lựa chọn những cái loại loa kéo mà nó có cái tay cầm chắc chắn. Tại vì sao? Tại vì mục đích của chúng ta mua loa kéo là để kéo đi, phải không ạ? Thì do đó nếu mà chúng ta mua những cái loa kéo mà nó có cái tay cầm nó yếu, nó mềm á, thì nó sẽ không được bền. Đây là một cái loa kéo mà mình có, các bạn thấy là ngoài á, cái tay cầm như thế này đây. Thì á, cái bản thân cái loa kéo này nó còn có một cái tay cầm khác nữa, nó có tới hai cái loại tay cầm. Do đó chúng ta có thể dễ dàng là kéo lên để mà kéo đi, hoặc là chúng ta có thể nhấc cái loa kéo đó lên cũng được luôn. Và các bạn thấy là cái loa kéo này đó thì cái tay cầm nó còn chắc chắn hơn nữa. Và đây là những cái loại loa kéo có kích thước khác nhau. Bây giờ mình sẽ đi đến cái tiết thứ tư, đó là chia sẻ chọn cái kích thước nào phù hợp với lại cái nhu cầu của mình. Các bạn biết hôm nay mình gặp rất là nhiều khách hàng ở đây, có người thì mua loa kéo chỉ để mục đích là muốn mang đi ra ngoài công viên, đi ra ngoài biển để mà hát, đi dã ngoại với bạn bè thôi. Nhưng mà cũng có một số khách hàng của mình, họ mua loa kéo bởi vì cái diện tích nhà của họ nó quá nhỏ cho một cái dàn karaoke, họ muốn hát karaoke nên muốn sử dụng những cái loa kéo cho nó gọn gàng hơn. Thì tùy theo cái nhu cầu của mình mà các bạn nên chọn những cái loa kéo nó phù hợp. Tại sao mà mình nói vậy? Nếu đối với những cái khách hàng mà họ chỉ mục đích là muốn sử dụng loa kéo cho tại nhà thôi đó, thì mình có thể nghĩ đến cái việc chọn những cái loại loa kéo có màn hình như thế này đây, hoặc là những cái loại loa kéo có đèn cho nó đẹp hơn, hoặc là những cái loại loa kéo nó có một cái power, một cái công suất nó lớn hơn cho cái việc nhu cầu của mình. Còn nếu mà các bạn chỉ với mục đích mà mình mang đi ra ngoài để chơi thôi đó, thì các bạn hãy nghĩ là mình có nhu cầu để mà sử dụng những cái loa kéo có đèn như thế này không? Tại vì khi mà các bạn mang ra ngoài trời đó, những cái loại loa kéo mà có đèn như thế này đó, nó không có phát huy được cái tác dụng đèn của nó, mình không có thấy cái nó sáng, phải không ạ? Còn những cái loại loa kéo có màn hình này nè, khi mà các bạn đi ra ngoài, các bạn có thực sự các bạn dùng hay không? Thì đó là cái kinh nghiệm thứ tư của mình, đó là xác định nhu cầu mình dùng cái loa kéo ở nhà hay là đi ra ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái kinh nghiệm thứ năm nha. Cái kinh nghiệm thứ năm mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó là chúng ta nên lựa chọn những cái loa kéo mà cái chất lượng nó quan trọng hơn cái ngoại hình. Tại vì sao? Trên thị trường thì có rất là nhiều những cái loại loa kéo khác nhau, hình dáng, mẫu mã, và thậm chí là nhiều cái loa kéo nó còn nhìn rất là bắt mắt, rất là đẹp. Tuy nhiên, các bạn mua loa kéo với mục đích là gì? Đó chính là chúng ta hát karaoke, chứ không phải để ngắm, phải không ạ? Thành ra, khi mà chúng ta mua loa kéo với mục đích
hát karaoke thì chúng ta cái điều quan trọng nhất là âm thanh của nó. Có những cái loại loa kéo các bạn biết không, mình thấy là nó rất là đẹp nhưng mà âm thanh của nó thì nghe không hay chút nào. Do đó các bạn phải chú ý là chúng ta nên lựa chọn âm thanh hơn là những cái loại loa kéo nó có hình dáng đẹp. Cái đó là kinh nghiệm cá nhân của mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Và đặc biệt một trong những cái kinh nghiệm cuối mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó chính là chúng ta nên lựa chọn những loại loa kéo có cái trọng lượng nặng một chút. Tại vì sao mình nói vậy? Đây là kinh nghiệm của mình các bạn ạ. Thường thường những cái loại loa kéo hoặc là những cái loại loa karaoke càng nặng thì chất lượng của nó càng cao. Mình không có nói là những cái loại loa kéo càng lớn nha các bạn. Mình nói đây là trọng lượng. Nhiều loại loa kéo nhìn nó rất là to nhưng mà thật sự cái trọng lượng của nó không hề nặng. Và những cái loại loa kéo mặc dù cái kích thước của nó trung bình thôi nhưng mà trọng lượng của nó là nặng đó các bạn. Thì đây là kinh nghiệm của mình. Những cái loại loa kéo mà có cái trọng lượng nặng giống như cái này đây đó. Cái này thì mình thấy là nó trọng lượng của nó cũng phải là 45 pound, khá là nặng. Thì chắc chắn đó là một cái loại loa kéo chất lượng. Và về cái material của những cái loại loa kéo như thế này các bạn cũng thấy là nó bằng gỗ. Nó rất là chất lượng và rất là chắc chắn. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình hay áp dụng, mình chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm này để các bạn có thể lựa chọn được một cái loại loa kéo phù hợp với nhu cầu của mình. Không nhất thiết là phải mua từ Syntronic. Và nếu như các bạn có những cái câu hỏi và những cái thắc mắc nào liên quan đến việc lựa chọn loa kéo thì có thể là nhắn tin cho mình, hoặc là các bạn có thể là gọi điện thoại cho mình ở số điện thoại là 714-450-6666 thì mình sẽ tận tâm chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm của mình trong việc lựa chọn loa kéo. Và nếu như các bạn mà mua một cái loa kéo nào đó đó mà mình không biết cách sử dụng, hoặc là mình bị hư hoặc là có vấn đề gì đó, các bạn cũng có thể mang ra tiệm của mình ở ngoài đường Bô Sa, góc đường Bô Sa, với cái địa chỉ là 9500 Bô Sa Avenue Unit E. Thì đến đây thì mình sẽ giúp các bạn kiểm tra xem cái loa kéo nó có vấn đề gì, hoặc là chỉ cho các bạn cách mà sử dụng cái loa kéo một cách tốt nhất. Và bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.